Dạ toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ lời đầu tiên trong video toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc. Dạ hôm nay mực có giao lưu là một số mai sữa rễ sườn nu Singapore với cô chú anh chị ơi. Thì ở đây thì có cây cắt nuôi chuột và chưa cắt nuôi chuột mai giống sườn nu Singapore nha quý cô chú anh chị. Dạ địa chỉ đây là ấp Thanh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Dạ số điện thoại của mực là 0971203949. Dạ đó là cũng là số Zalo của mực luôn quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng mực ạ. Sau đây mình sẽ vào chi tiết nha quý cô chú anh chị. Rồi mình chào cô chú anh chị nè mực. Dạ mực xin trân trọng kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng trên miền đất nước. Thì lời nói đầu tiên mực xin kính chúc quý bà cô chú anh chị luôn được nhiều sức khỏe, được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều trong suốt thời gian qua đó luôn ủng hộ bên nhà vườn em. Mình giới thiệu cây mẫu sáo rễ luôn nè mực. Dạ sau đây là cái mẫu sáo công rễ của sù nu Singapore. Đây cây rất là khỏe đẹp luôn quý chú anh chị. Cây thì bằng đầu đũa ăn, có cây cũng bằng nước thuốc hút nữa. Rồi mình nói về đặc điểm mai sù Singapore nữa mà. Dạ đặc điểm của mai sù Singapore này là mật bông từ 5 tới 12 cánh. Dạ bông chùm mà hoa thơm luôn ha. Rồi mình xem vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem mà. Cây độ sù thì có cây thì 8 9 tháng, có cây thì hơn 1 năm ha. Nó sù là nó nu cái nách sù ra cọm nách sù trước rồi từ từ nó mới phù mới chảy ha. Rồi mỗi cây sáo công rễ này mình giao lưu với cô chú anh chị các bạn nhiêu mực? Dạ sáo công rễ này giao lưu giá là 170.000 một cây. Rồi đơn hàng mấy cây mình bao ship mực? Dạ đơn hàng 4 cây thì em bao ship toàn quốc. Này mẫu móng gồng không nha. Rồi. Đó là mặt hàng sáo công rễ. Dạ tiếp theo đó là cái mặt hàng 7 công rễ. 7 cộng móng gồng ha. Chậm móng gầm luôn. Cái đẹp nha quý chú trẻ đều ngang dây hết. Rồi cái 7 công rễ này mình giao lưu với khách nha mực. Dạ 7 công rễ này giao lưu với giá là 240.000 một cây. Rồi đơn hàng mấy cây mình bao ship mực? Dạ đơn hàng 4 cây thì em bao ship toàn quốc. Rồi. Dạ tiếp theo đó là 7 lô 8 công rễ. Tám cộng đều ngang dây hết nè. Thì tám cộng rễ này em giao lưu giá là 300.000 một cây. Rồi 300.000 một cây đơn hàng mấy cây mình bao ship mực? Dạ cũng đơn hàng 4 cây thì em bao ship. Thí dụ mà quý cô chú anh chị các bạn mua lẻ một cây rồi tiếp tiền ship hay sao mực? Dạ mua lẻ 1-2 cây thì tiếp tiền ship giúp em. Rồi. Dạ. Dạ tiếp theo đó là mẫu 9 cộng rễ. 9 cộng rễ, cây này có củ luôn quý cô chú anh chị. Củ nôm đều luôn. Cây rất là vẻ đẹp luôn chú anh chị. Này lên nu cọm nách chân chứ. Cọm nách sù chân. Cây rất là vẻ đẹp nha quý anh chị. Thì cái độ sù nó là lúc nhỏ là nó lên cọm nách gì từ từ nó mới phù chảy ra nha quý cô chú anh chị. Nó muốn chảy là phải từ 2-3 năm nó mới chảy ha. Còn trước tiên là nó phù nu phù chứ. Rồi cây 8 cộng rễ này mình giao lưu khách như mình 8 hay 9? Dạ này 9 9 9 hả? Rồi cái 9 cộng rễ này mình giao lưu khách như mình. Cái 9 cộng rễ này giao lưu giá là 350.000. Rồi. Rồi tới cây tiếp theo. Rồi xem dòng luôn mình. Dạ tiếp theo là mẫu 10 cộng rễ. 10 cộng rễ này lên củ luôn quý mọi chú anh chị, lên củ rễ bành kia ha. 10 cộng rễ này đều ngang dai chậm móng gồng ha. Cây rất là vẻ đẹp luôn quý anh chú anh chị. Rồi cây 10 cộng rễ nó có củ luôn quý anh chú anh chị. Rồi cây 10 cộng rễ này mình giao lưu với cô chú anh chị các bạn như mà. Dạ 10 cộng rễ này giao lưu giá là 450.000 một cây. 450.000 một cây là mình bao ship luôn ha. Dạ bao ship. Là đơn hàng 4 cây là bao ship. Còn nếu như lẻ một cây thì tiếp tiền ship ha. Đó là mẫu 10 cộng rễ. Dạ cây này cũng là mẫu 10 cộng rễ luôn.
Rồi sang nhộng luôn. Rồi ngoài cái lô mà từ 6 đến 10 công rễ ra, mình còn có giao lưu thêm mặt hàng là nữa không mực? Dạ có một cặp mai lỡ chứ, mai lỡ. Mai lỡ ha. Dạ. Cặp này là gần chắc gần chưa tới 5 tuổi đâu hả? Dạ chưa chứ, cái này thì khoảng 8-9 tháng vậy. 9 tháng. Rồi, mình sang dòng mực. Chậu này chậu xe máy hay mực? Dạ cái này xe 12 chứ. Xe 12. Ở phía trên 6 bề cộng mà phía dưới thì một chùm rễ phía dưới này nè quý anh chú anh chị. Dạ nó cứng rễ vàng, rễ này rễ màng là cứng ngắt ha nè. Rồi cây này chiều cao tầm khoảng 1m1, 1m2 quý anh chú anh chị, nhưng mà mình cỡ 1m thôi ha. Nó tầm cỡ 1m đi. Cây xương cạnh rất là đẹp luôn. Rồi mình điểm còn bao nhiêu cộng rễ mà? 2 4 6 7. Rồi 7 cộng rễ luôn. Dạ cây 7 cộng rễ này là rễ là chín mự nhau hết nè. Đều gan chân nè, không có bự nhỏ. Không bự nhỏ trên lệch ha, đều gan chín mự hết. Rồi cây 7 cộng rễ là mình giao lưu với khách nha mọi. Dạ cây này giao lưu giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu mình có bao ship không ạ? Dạ bao ship. 1.3 triệu là giá bao ship luôn. Rồi cũng như mình kể cây này cây mã số 1 đi ha. Dạ cây mã số 1 đi. Rồi tiếp theo là cây mã số 2. Cây mã số 2 này mới whip nè. Rồi mình sang dọc đi mình. Cây này lên cái củ vàng nín luôn rồi. Cây này thì chín cộng rễ với màu của chú anh chị ha. Chín cộng rễ đều ngang dài luôn. Xương cành rất là đẹp nha quý anh chú anh chị. Lưu xù là khỏi chơi luôn nè. Đặc biệt cây này nó đang lên xù luôn. Để lên cục từ mỗi nách nhánh hết nè. Từ gốc tới ngọn. Thì cái độ nu xù của Singapore này là từ lúc nhỏ là nó chỉ lên nu phù nách gì trước này nha quý mọi của chú anh chị. Rồi mỗi nách nó phù vậy nè. Rồi từ từ là ngày lớn nó mới chảy xuống ha. Rồi. Đó, thì lên cái củ vàng nín nè. Cây này thì 2 4 6 8 9, cây này 9 cộng rễ. Rồi, cây 9 cộng này mình giao lưu với khách nha mọi. Dạ cây này giao lưu với giá 2 triệu chứ. 2 triệu. 2 triệu bao ship ha. Dạ bao ship luôn. Cây rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Rồi, cái ngoài cái lô mai sữa rễ cây lứa này ra mình còn có giao lưu thêm mặt hàng nào nữa không mực? Dạ cũng còn mặt hàng cây cắt rễ chuột và cây không cắt rễ chuột. Rồi. Để toàn quay chân xương cho cái cô chú anh chị bạn xem cái mai xù cây bự ha. Toàn quay đây xương xương cây rồi mà kiện cây nữa không chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây đã cắt được chuột của chú anh chị ơi. Dạ đây là cây giống đã cắt cây chuột nè. Rồi. Thì cây này phát triển đẹp. Xanh tốt ha này. Rồi cây xanh mập lùng luôn anh chú anh chị ơi. Nó càng lùng nó càng tốt với chú anh chị. Dạ lùng gì nó đâm nữa nó đâm chi tàn nhiều chứ. Chi tàn ra mạnh lắm. Mỗi cây mà mình cắt được chuột gì mình giao lưu với khách như mình. Dạ cây giống cắt rễ chuột tạo rễ này thì giao lưu giá là 30.000 một cây. 30.000 một cây đơn hàng sao mực? Dạ đơn hàng 300.000 thì bao ship toàn quốc. Đơn hàng 300.000 bao ship toàn quốc luôn anh chú anh chị ạ. Dạ. Cây này cao chiều cao có khoảng tắc ngoài mà nhưng mà mình trung bình là tính tắc thôi. Cây rất là vẻ đẹp luôn. Rồi ngoài mặt hàng mà mình đã cắt được chuột này ra mình còn giao lưu thêm mặt hàng nào nữa không mực? Dạ còn mặt hàng chưa cắt rễ chuột. Chưa cắt rễ chuột ha. Ở dài dài phía sau thì mực cũng trồng mai xù Singapore cây bự rất là nhiều luôn quý chú anh chị. Đó, cây này đang lên xù rất là mạnh nè. Ở phía đằng kia một cây nữa, tí nữa toàn sẽ quay cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Đây là cây cây chưa cắt cây chuột. Cây chưa cắt nuôi chuột, mỗi cây là chiều cao là khoảng 15 cm, tức là tắc ngoài quý chú anh chị, có cây nó cao bằng 2 tắc nữa. Là mỗi cây thì tắc ngoài 2 tắc. Đó thì cây giống không cắt cây chuột này giao lưu giá là 20.000 một cây ha. Rồi đơn hàng sao mà? Dạ đơn hàng 300.000 thì em bao ship. Rồi. Đó là mẫu chưa cắt. Rồi cái ngoài mẫu này dạ mình... tiếp theo thì em xin mời quý bà cô chú anh chị mình vô tham quan một vòng cái lô mà em đã làm rễ ha. Dạ một tháng ngoài nữa em sẽ giao lưu. Dạ sẽ quay trước cho quý bà cô chú anh chị mình tham khảo. Đây là phía trong cái chỗ mà mực đang làm rễ nuôi rễ để kiếm những cây đẹp, làm những cây đẹp phục vụ cho quý cô chú anh chị các bạn ha.
trong đây là mai con rất là nhiều luôn, mai con mà Singapore. Thì nói chung là mình làm hạt thì 1.000 hạt tỷ lệ sống của nó, lên của nó tầm khoảng 50-60%, và trong khi đó mình cắt đuôi chuột nó vẫn còn hao tiếp tục, và trong khi làm rễ như thế này nó vẫn còn hao tiếp tục nữa anh chú anh chị ơi. Đó, cái lô này, dạ đây là cái lô 15-20 cộng rễ, thì cái lô này chắc khoảng tầm gần 2 tháng em sẽ giao lưu. Cây này xanh tốt rất là đẹp luôn anh chú anh chị ơi. Cái lô này chắc mình mất khoảng vài tháng mình mới làm tạo ra bu rễ này hả mừng. Dạ tạo được bu rễ này phải tầm từ 3-4 tháng chứ. Còn cái lô trong, dạ, trong khi đó mình nuôi rễ lên tầm khoảng 2-3 tháng nữa mình mới giao lưu được. Cái lô này là khoảng tháng ngoài nữa ha. Dạ lô tầm tháng ngoài nữa. Tháng ngoài nữa. Thì trong khi rễ như nào quý anh chú anh chị, mực sẽ làm thêm một nước nữa, một nước nữa là trải rễ ngang mặt thì mực mới giao lưu nha quý anh chú anh chị. Cây rễ này quý anh chú anh chị nó đều ngang dài hết luôn. Cây mập mập không quý anh chú anh chị. Còn cái lô này tháng mấy nữa thì có quý cô chú anh chị các bạn nào mà có liên hệ đặt hàng trước á, thì số điện thoại của mực là 0971203949. Nhà đó cũng là số Zalo của mực luôn quý cô chú anh chị, rất mong quý cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng mực ạ. Thì mọi địa chỉ và số điện thoại của mực toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn liên hệ với mực mua cho mình những cái mai đẹp ạ. Rồi bây giờ mình xin chào quý cô chú anh chị các bạn đi mực. Dạ thì đến đây em cũng xin trân trọng kính chào quý bà cô chú anh chị. Thì cũng xin kính chúc quý bà cô chú anh chị trên mọi miền đất nước luôn được nhiều sức khỏe, được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Em xin trân trọng cảm ơn. Rồi, cảm ơn mình rất là nhiều luôn. Rồi quý cô chú anh chị, thì hôm nay mình có giao lưu là một số mai sữa rễ sườn đu Singapore, trong đó thì có cây cắt đu chuột và chưa cắt đu chuột, và cây giống đang làm rễ nữa quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn gần xa ủng hộ cho mực ha. Rồi sau đây toàn mời quý cô chú anh chị các bạn xem thêm một cây nữa là cây mai sụ bự ở phía ngoài này quý cô chú anh chị. Ở cây nào thì mực lấy họ lấy hạt xong á, mực lấy hạt xong rồi mực cắt bỏ tàn hết để nuôi lại qua năm sau quý chú anh chị. Đây là cây sù, cây này khoảng 10-20 cm qua neo á, hiện tại đang lên sù rất là mạnh luôn quý chú anh chị. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay mình cũng giao lưu là một số mai sữa rễ, rất mong quý cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng mực ạ. Nhà còn bây giờ toàn xin khép lại cái video, nhà cố bây giờ toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Nhà toàn cũng hẹn quý cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.